Quý vị và các bạn thân mến, trước mắt quý vị là chiếc loa kéo JBA505B, một mẫu loa kéo 4 tấc vỏ gỗ có ngoại hình thiết kế rất bắt mắt. Chiếc loa này đang có giá bán tại Loa Kéo Xanh là 5 triệu 300 nghìn đồng, tặng ngay một bộ pin sạc cho mic. Sau đây, xin mời quý vị hãy cùng mình đánh giá và trải nghiệm sản phẩm. Điểm nhấn đầu tiên về mặt thiết kế phải kể đến là chiếc loa này nó được phủ một cái lớp sơn cực kỳ bắt mắt, đó chính là màu giả vân gỗ tuyệt đẹp. Mặt trước của loa nổi bật với một tấm lưới kim loại phủ một lớp sơn màu vàng ánh kim. Cái mặt lưới kim loại này nó được thiết kế với những cái hoa văn khá là đẹp mắt. Ở giữa là logo JBA của hãng. Góc trên bên trái là một cái tem phụ, tuy nhiên thì nó viết tiếng Trung cho nên mình cũng không hiểu lắm. Ngoài ra đây là một số cái chức năng, tính năng được tích hợp trong loa. Chẳng hạn như là loa được trang bị kết nối Bluetooth này, kết nối USB, thẻ nhớ, có mic trang bị đi kèm để hát karaoke, có ngõ vào âm thanh để chúng ta kết nối với nhạc cụ này. Cái này là cái gì không rõ lắm. Điều khiển từ xa này, có tính năng ghi âm này, phát đại nhạc MP3, tính năng FM radio. Cạnh bên trái của loa thì gần như là nó không có chi tiết gì cả, ngoại trừ một cái tay cầm để di chuyển chiếc loa. Mặt sau của loa cũng hoàn toàn trống trơn. Ở phía trên nó có một cái tem hướng dẫn sử dụng. Xin lưu ý, để tăng tuổi thọ thời gian sử dụng bình ắc quy trong lúc hát karaoke, nghe nhạc mà sạc điện, xin vui lòng bật công tắc ở vị trí sạc 220V. Cái lưu ý này có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi chúng ta sử dụng loa ở nhà, ở những nơi có điện lưới, chúng ta gắn dây nguồn 220V vào loa thì chúng ta hãy gạt nó xuống AC để sử dụng điện trực tiếp từ điện lưới mà không thông qua bình ắc quy. Giả dụ nếu như quý vị gạt nó lên DC, lúc này loa sẽ sử dụng năng lượng điện của bình ắc quy để cấp nguồn cho loa, và bình ắc quy nó ở trong trạng thái vừa được nạp vừa được xả, như vậy nó rất dễ nhanh chai bình. Quý vị có một màn hình LED hiển thị trạng thái hoạt động của loa, cổng USB và khe cắm thẻ nhớ. Nút mode này là để thay đổi chế độ kết nối. Bấm một lần ra Bluetooth, bấm một lần nữa lại ra FM, và bấm một lần nữa từ FM lại chuyển qua AUX là chế độ cắm dây. Nút next bài, lùi bài, nút tạm dừng và phát nhạc, nút ghi âm, nút phát lại bài hát. Loa được trang bị ngõ vào và ngõ ra âm thanh. Cái núm vặn to nhất này là điều chỉnh âm lượng của nhạc. Bass và chest là điều chỉnh âm trầm và âm cao của nhạc. Echo, delay là điều chỉnh độ vang, độ nhạy của mic. Bass và chest ở dưới là chỉnh âm trầm và âm cao của mic. Mic volt là âm lượng của mic và GT volt là âm lượng của guitar, có nghĩa là âm lượng của cổng nhạc cụ. Ngoài hai mic không dây đi kèm theo loa thì quý vị được trang bị thêm hai cổng cắm mic dây vào đây và một cổng cắm nhạc cụ. Loa được trang bị cổng nguồn 220V, vừa có tác dụng để sạc bình, vừa có tác dụng để cấp nguồn điện trực tiếp cho loa. Cổng nguồn 12V để quý vị cấp điện cho loa từ những bình ắc quy xe máy ô tô bên ngoài. Công tắc nguồn hai chế độ DC là dùng bình, chế độ AC là dùng nguồn trực tiếp, chế độ off ở giữa là tắt. Lúc này quý vị hãy cắm sạc cho loa. Chiếc loa này có kích thước và trọng lượng khá lớn, nó nặng tới 30kg, cho nên việc trang bị hệ thống bánh xe bền chắc là điều vô cùng cần thiết. Với hệ thống bánh xe bằng kim loại hoạt động đa chiều, quý vị có thể kéo đẩy chiếc loa đi nhiều nơi, kéo đẩy theo nhiều hướng khác nhau mà không lo những hư hại, những khó khăn trong quá trình chúng ta sử dụng. Bên trên của loa là một cái tay kéo có thể kéo lên kéo xuống, nó giúp cho việc di chuyển loa thêm dễ dàng hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chiếc loa JBA505B này nó được sở hữu hệ thống loa 3 đường tiếng với một loa bass 40, một loa trung và một loa chép. Và quý vị đang nghe âm thanh phát ra từ chiếc loa kéo này, chúng ta hãy lắng nghe thẩm âm, tí nữa chúng ta sẽ đánh giá xem nó ổn hay không trong tầm giá hơn 5 triệu đồng. Tròn đêm nay để nhớ thương em, anh nghe tình yêu nhắc nhở êm đềm, nhớ từ nụ cười ánh mắt. Quý vị lưu ý, tất cả các thông số âm thanh mình đang để ở mức 50%, bass chest 50%, để đảm bảo các bài test là công bằng. Giờ này em có nhớ anh không? Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng? Đêm từng màu thời gian đến, bóng hình nơi mình yêu mến. Ôi nhớ gì hơn nhớ. Về cơ bản, chiếc loa này nó cho chất âm khá là trung tính. Âm thanh nó cân bằng giữa ba dải, nó không quá thiên về một dải nào cả. Và điểm nổi bật đến từ âm thanh, nó nằm ở dải trầm. Bass con này đánh rất êm, quý vị có thể cảm nhận được tiếng bass của nó đánh rất êm và mềm. Em ơi đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm, đã thương nhau chớ phụ tình nhau. Tiếp theo quý vị hãy lắng nghe một bản nhạc sống
một bản nhạc với phong cách mạnh mẽ hơn để chúng ta đánh giá được cái nội lực đến từ chiếc loa này. Với những bản nhạc như thế này, nếu như quý vị muốn giải trầm nó mạnh mẽ hơn, chúng ta có thể tăng bass lên. Nắng đã nhạt phai trên con đường nghiêng bóng dài. Anh mãi yêu em trong kỷ niệm. Bóng trăng ngày xưa với khung trời xanh ướp mơ. Vẫn khi mua loa thì quý vị sẽ được trang bị một cặp mic không dây bằng kim loại như thế này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tương tự như chất nhạc thì chất mic của chiếc loa này nó khá là mềm dẻo, đặc biệt là tiếng nói nó trở nên ấm áp, trầm lắng hơn. Lộc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lộc. Anh là bóng chân, chỉ cách một mặt hồ.